coi cái này không? Ừ. Đây là bằng này mà. Mà như kiểu cái lon, mà cái lon bia ấy. Các bạn đã nhận ra hay không ạ? Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Duy ở đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Các bạn thân mến, mình được biết rằng thời gian gần đây thì có một số trang đưa tin rằng là có một món ăn rất là kỳ lạ ở thành phố Nam Định, đó chính là món ốc tần lư hương. Và ngày hôm nay mình đã có mặt tại thành phố Nam Định để review cho các bạn món ăn đặc biệt này. Thực sự là mình muốn tìm hiểu về có phải là món ốc tần được trong lư hương hay không, và món ăn này có gì thú vị. Và các bạn hãy xem video này của mình. Và trong video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ mời một người bạn của mình, và các bạn hãy chờ xem người bạn đó là ai nhé. Hello. Hello anh. Em đến lâu chưa? Em vừa mới đến. Các bạn ơi, nhân vật mà hôm nay sẽ xuất hiện trong clip của mình đây đó là Mai Khải Ca. Một đi. Người chuyên review quán ăn tại Nam Định. Đây à? Đấy, chuẩn bị luôn cho anh luôn. Nani? Wow. Yeah. Mọi người ơi, đây là cái món ốc tần nhất. Đúng không? Ốc tần. Ốc tần. Đây mọi người nghĩ sao đây có giống bát hương không? Em thì em không biết mọi người như nào, nhưng mà bát hương ở nhà em là phải rồng phượng đầy đủ, không ai đi thắp cái bát hương mà hoa văn hoa bát hương. Nhìn thì có vẻ giống, nhìn giống thôi chứ không thể nào gọi là tập tần lưu hương được. Mọi người ơi, bây giờ thì mình đang thưởng thức trên mạng ấy. Người ta gọi là cái món này là món ốc tần lư hương ấy. Sau này người ta ốc với lại ngải, ngải cứu ấy anh. Với lại đồ thuốc bắc. Nói chung là ở Nam Định thì đúng cái hàng này rất là ngon thật, ngon thật. Ăn mấy cái này thì mình sẽ ăn cái gì? Ăn cái này thì theo quách người Nam Định thì em thấy riêng người Nam Định thôi thì ăn hành tây, xong rồi là cho thêm cái lại một canh pha với quất. Mỗi miếng cho thêm một miếng hành tây khi nó đã thấm gia vị và mình ăn thôi. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử cái món này nhá mọi người nhá. Thì cũng như em mình nói là mình sẽ cho một ít hành tây vào này, rồi vắt ít quất vào này. Ốc thì chắc là mình sẽ chấm với cái bột canh này đúng không? Em thấy chẳng cần chấm, nên mà cái hành tây ấy đã mặn rồi. Mặn ở đây nêm nếm rất là đủ độ ngậy, ngon, ngon à? Thật sự là ngon. Các bạn ơi, mình thấy rằng là cái này này không hề giống cái bát hương. Tức là trên mạng người ta chụp ấy thì thì có thể là nó sẽ giống cái bát hương, nhưng mà cái này là gọi là cái gì? Này gọi là cái liễm, gọi là cái liễm đấy. Cái hộp đựng chè. Cái hộp đựng chè. Cái này là hộp đựng chè, nó bị lỗi. Cháu tưởng ngày xưa là gọi là cái liễn. Có phải ạ? Cái liễn nó là khác. Cái liễn nó to hơn đúng không? Cái hộp đựng chè bầu hơn. Cái này là cái hộp đựng chè như của chè khô ấy hả? Cái chè mặn. Cái hộp đựng chè xuất khẩu. Đấy mọi người nhá, đây gọi là cái này là cái hộp đựng chè khô nhá. Không thể nào gọi là bát hương được. Không biết là cô chú ấy sau khi nghe rằng đây là bát hương thì các cô chú ấy thế nào? Sốc quá. Kiểu đứa nào nó có phần nó nghĩ ra nó đăng lên đấy. Chứ không ai gọi ở đây gọi là ốc tần này. Anh thấy có cả mắt này, mắt con lợn thì theo một bộ anh, như bộ đầu và ốc, ốc thì có mắt. Tần ngon hết, bát hương ngọc tây mắt người ta bảo là vậy. Là sau khi mà mình đã được chứng kiến tận mắt, và cũng như là mình đã được cô chủ quán ở đây nói rằng là đây là cái đựng hộp chè mặn ấy, chè khô ấy, chè khô mà bố mình hoặc là các người lớn tuổi hay uống ấy, chứ đây không phải là cái bát hương. Ốc ở đây thì mình thấy là làm rất là ngon. Anh thì thực ra cũng lâu lắm được chưa ăn ốc ấy, rất là bổ. Em thì quán này là ăn kiểu quán ăn thường xuyên đấy, bởi vì là
toàn kiểu thức đêm ấy, xong rồi là ở đây đêm hay là khi đây ăn. Thời gian bán ở đây là từ bao giờ? từ 5-6 giờ chiều anh ạ. Kiểu bán người ta bán xuyên đêm ấy. Người ta bán từ chiều cho đến đêm luôn. Nhưng mà chỉ bán tầm 2-3 giờ đêm thôi nghỉ rồi. Và đặc biệt cái cách mà tần ốc ở đây nó khác hoàn toàn với chỗ khác. Chỗ khác là ốc tần là nó theo kiểu nó hơi đặc. Ở đây là nó lẹo lẹo luôn. Cá nhân anh nghĩ ấy, nhà ta dùng ở trong cái này thì cũng khá là hợp lý, bởi vì là để cho nó giữ được nóng ấy. Ốc này mà thực sự là nói thật với các bạn, ốc này mà để nguội ấy, nó sẽ tanh, đúng không? Bản thân của nó là nó sẽ phải để đây, thì nếu mà để ở trong cái hộp kiểu gốm sứ này ấy, thì nó sẽ làm nóng đâu. Nó giữ được nhiệt. Cái này thì thực sự là nếu mà chụp nhìn qua ảnh ấy, nhìn qua ảnh thực sự thì anh cũng nghĩ rằng là nó là cái lư hương. Nhưng mà khi đến đây mình nhìn thấy cái hoa văn của nó, hoa văn của lư hương đâu như thế này đâu. Hoặc là rồng tiên rồi cô tiên các kiểu ấy, đúng không? Đúng rồi. Như đây cũng không giống. Đây là hoa cúc chứ rồi. Đây là hoa cúc. Thực sự là mình nghĩ rằng là nếu mà không có cái tin mà trên mạng về cái ốc tần lư hương thì mình cũng không biết đến quán này đâu. Đúng rồi. Thật sự là ở đây lâu đời rồi, mình rồi gia truyền rồi. Có một cái mà anh thấy hơi ngay. Đó là mất lợn. Ăn ăn nó quài quài trong người. Ăn nó vòi mà ăn nó cái kiểu là nó nhân nhớt. Nó nhân nhớt mà nó không ngậy. Kiểu gì ấy. Mà nó thực sự là ngon. Nhưng bao giờ em thấy ăn một bộ là phải có cả mắt miếc mà. Thầy bảo nghe bảo là ăn một cái ốc này bảo ăn ăn bằng mấy cái thịt bò. Nó bổ mà. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà ở một ngày không biết là có nhiều khách ăn không, nhưng mà vậy bao nhiêu con ốc cho vừa. Những nhiều ốc mà anh, bởi vì là ở đây cũng nhiều, còn đâu có nhiều hàng mà bán làm ốc tần đâu. Nhưng đâu phải là đâu phải ai cũng đi ăn để ăn ốc đâu. Đây là quan trọng người ta ăn đến ăn đêm, ăn mình xào quá đấy. Tức là với cái quán này ấy, mình thấy rằng là người ta đến đây thì người ta như kiểu là một quán ăn đêm, đúng không? Chứ ốc tần của người ta thì cũng chỉ là một trong những cái món ăn ở đây, đúng không? Còn ăn được để ý đến. Có lẽ ở đây là nó muốn ở đây là nó thêm cái cánh gà chiên với lại mì xào ăn để bánh phở. Mà anh nghĩ rằng là mình sẽ thưởng thức cái món này ở đây, bởi vì món này đây thực sự là quá nổi tiếng. Một đợt đã hút, một đợt hắt hết nhỉ? Một đợt hot hết. Bây giờ anh ăn hai cái mà. Em thấy một. Anh vừa ăn một cái mắt rồi. Ở đây là ốc này mọi người. Đi cho mọi người xem đi. Ốc này mọi người nè. Còn đây là cái mắt này. Mọi người thấy sao? Ok không? Anh lấy rồi anh. Này yêu. Em ăn một cái trước rồi. Ăn rồi. Như vậy là một cái ốc hay nửa cái ốc? Một cái. Rồi chắc một cái ốc nó chỉ to bằng này, chứ thì to thì lắm. Nhưng mà chỉ có kiểu người Việt Nam mình mới ăn về cái đồ nội tạng nội tiết ấy. Đây nha, cái ăn đúng kiểu truyền thống Nam Định là cho thêm một miếng hành nha mọi người. Đây mọi người này, ốc ở đây là mọi người sẽ ăn ốc này cho những miếng hành này. Xong đấy có gia vị quất, kia các thứ này, ớt này. Ngon lắm mọi người. Sau khi ăn mình có thể giới thiệu cho các bạn, đó là cái này này. Theo các bạn thì đây có phải là lư hương không ạ? Thực ra cái này nó còn có một cái viền nữa là đựng cái nắp này. Theo cô bán hàng cô chia sẻ thì đây là một cái đựng hộp chè, đúng không? Hộp chè có một cái nắp nữa. Nhưng mà để cái việc nó giữ nhiệt cho tốt ấy thì cô ấy đã dùng cái này. Chắc là sau khi xem clip này, bạn bè anh
sợ hoang mang sợ với cái món này ấy. Cái ốc lại còn lưu hương. Ừ, đã ốc tần còn lưu hương nữa. Thực ra là ngon thật. Nếu mọi người mà thích ăn cái cháy như kiểu là ngậy ngậy cái bổ ấy. Nhưng ai mà mới ốm, mới ốm dậy, ăn này rất là tốt. Sau khi ăn mình ăn món này thì mình có cảm nhận là món này là thứ nhất là mình nghĩ là bản thân cái món này rất là bổ. Cái thứ hai là nó sẽ có một cái ốc và hai cái mắt lợn tần với ngải cứu và các cái vị như kiểu là kỳ tử này. Cái này là kỳ tử này. Đúng rồi, kỳ tử. Những cái vị ở trong mắt, thuốc bắc. Đúng rồi. Khi mà mình ăn ấy mình luôn luôn mình có cảm giác là ăn rất là nóng nên là không có bị tanh ở trong đây. Đó. Và gia vị của nó gồm có bột canh này, quất này, hành tây này, khiến cho chúng mình là ăn cảm giác không có bị ngấy. Mà thực sự là ăn một cái ốc này mình đã cảm giác là mình thấy vừa đủ đúng không? Không quá là ngấy quá. Nhưng mà mình nghĩ rằng là ăn ốc này mình cũng phải có thêm uống thêm một cái nước gì đấy. Chứ không có là nó sẽ bị gì nhỉ? Ngán. Ngán, đúng rồi. Các bạn thân mến, vậy là chúng mình đã vừa mới thưởng thức cái món ốc tần lư hương. Nhưng mà thực sự là sau khi tìm hiểu và biết được cái món này thì mình nghĩ rằng đây là ốc tần gọi là sứ hộp, trong cái hộp sứ đựng chè. Thì thực sự là nếu như các bạn không đến trực tiếp ăn ở đây thì các bạn nghĩ rằng là cái này ấy nó sẽ là cái lư hương. Thực sự mình cũng không thể trách mọi người được, bởi vì nhìn nó có thể chụp ảnh qua nhiều góc, nó giống cái lư hương. Nhưng mà đến đây thì mình đã được Mai Khải Ca dẫn đến đây ăn, và mình nghĩ rằng là nó rất là phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những bạn mới uống thận. Giá đây có 35.000 một bộ ốc thôi anh ạ. Giá ở đây thì là 35.000 một bộ ốc tần cộng với hai cái mắt thì thật là cũng không đắt. Nếu mà so với ở Hà Nội thì nó thực sự nhiều mắt, nó không bằng một bát bún mắt ở Hà Nội đâu. Thôi mà, thực sự thì nếu mà mình nghĩ rằng là nếu bạn nào xịn đến Nam Định thì các bạn hãy ghé địa chỉ 135 Hùng Vương. Có nhớ đấy, 135 Hùng Vương. Ô, có đúng nhỉ? Đúng. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.